Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn con Saber Tiger MPZ02. Các bạn có thể thấy là nó to hơn khá nhiều, phải to gấp rưỡi lần cái con Saber Tiger cũ này các bạn này. Thì con này là phiên bản thứ hai của cái dòng MPZ các bạn. Đây là con siêu Liger MPZ01 mà mình đã giới thiệu với các bạn ngày hôm qua. Ok, và đây là con Saber Tiger MPZ02 các bạn ạ. Về đặc điểm con này thì mình thấy là con này là một trong những con đẹp nhất mà mình có các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là nhựa nó làm cũng rất là đẹp, nhựa rất là bóng, nhựa bóng láng các bạn ạ, nhìn rất là đã mắt. Các con này mà các bạn nhìn ở ngoài sẽ còn thấy nó đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Hàm răng thì sáng loáng, các cái chi tiết cơ khí thì rất là đẹp các bạn ạ. Con này phải nói là một trong những con mà gọi là đỉnh nhất của roi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ để con Saber Tiger cũ lên cho các bạn so sánh nhá. Đây, con Saber Tiger cũ đây các bạn này. Lần đầu tiên mình thấy con Saber Tiger cũ này mình đã rất là thích các bạn ạ. Mình đã bị mê mẩn ngay. Sau khi mà có được con Saber Tiger này thì mình đã lên kế hoạch để mà hốt tiếp cái con Saber Tiger này các bạn nhé. Thì hai con này thì màu nó khá giống nhau các bạn ạ. Tuy nhiên thì con Saber Tiger MPZ02 này thì cái loại chất lượng nhựa của nó đẹp hơn các bạn ạ. Chất lượng nhựa đẹp hơn và bóng hơn, nhiều chi tiết hơn. Ok, giờ mình sẽ đặt con Saber Tiger xuống và mình sẽ sâu từng chi tiết cho các bạn xem nha. Ok, con này có một cái giá đỡ các bạn ạ. MPZ02 Saber Tiger. Con này thì được trang bị rất nhiều súng các bạn ạ, nhiều hơn so với con siêu Liger. Đây, siêu Liger các bạn này. Con này chỉ được trang bị khẩu súng ở đuôi này, với khẩu súng ở lưng nữa thôi các bạn ạ. Còn
con Saber Tiger này đi. Thì trang bị các bạn thấy này, một khẩu súng ở bụng này, hai khẩu súng ở trên lưng này, đây nữa, 3 này, 5 này, 6 này, 8 khẩu súng các bạn ạ, 8 khẩu súng. Con này thì có thằng người ngồi trong này các bạn nhé. Tuy nhiên thì mình không mở được cái này ra các bạn ạ, không biết là lỗi ở đâu. Còn để con này mình để ở nhà nên là nó cũng hơi bụi các bạn ạ. Đây các bạn nhìn chân của nó ấy. Chân nó các cái móng vuốt này, nhìn rất là chuẩn nhá, nhìn rất giống các cái chi tiết móng vuốt của con hổ ở ngoài đời thật. Ok thì bây giờ mình sẽ bật công tắc cho nó hoạt động các bạn nhé. Trước hết là mình sẽ bật công tắc và để cho nó chạy ở trên giá lại cho các bạn xem. Con này thì cũng có tiếng kêu và tiếng gầm giống hệt con siêu Liger mà hôm qua mình đã giới thiệu cho các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bật công tắc ngay đằng sau đây các bạn nhé. Đó. Bạn có thể thấy đèn ở bên trong ngực của nó nhé. Ở mắt của nó cũng có đèn các bạn nhé. Con này thì cũng dẫn động ở cả hai khớp các bạn nhé. Các bạn nhìn này, khớp dưới này và khớp trên đều quay nhé. Con này đèn nhé, bây giờ mình sẽ tắt điện cho các bạn xem nhé, cho các bạn xem đèn của nó hoạt động có sáng không nhé. Đó, bạn nhìn thấy đèn nó chưa? Đây là mắt của nó đây, khá là sáng nha. Đó, và đèn ở ngực nha, các bạn nhìn thấy chưa, đèn ở ngực đây. Đó, như trái tim của
của con Saber Tiger này nhá. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho nó di chuyển ở dưới mặt đất cho các bạn xem nha. Cho nó di chuyển ở dưới mặt đất cho các bạn xem. Thực ra con này thì nó khá nặng các bạn ạ, nên là người ta đã thiết kế cái giá đỡ cho nó để mà nó di chuyển ở trên cái giá đỡ này thì con này nó sẽ được bền hơn các bạn ạ. Các bạn có thể thấy thiết kế của nó đứng khá là vững chãi nhá. Cảm giác người nó đang nhún xuống như là kiểu đang rình mồi ấy. Ok, trước khi di chuyển thì mình sẽ cho cái con Saber Tiger con này di chuyển cho các bạn xem nhé. Này ngày xưa di chuyển mình đã thấy thích nó lắm rồi. Đó, con này di chuyển thì kêu bộ máy của nó kêu cũng khá ổn các bạn ạ. Đây, chào các bạn, để cho các bạn so sánh nha. Ok, mình để kiểu này. Đó. Ok, giờ mình sẽ cho con Saber Tiger cũ này ra đây. Bây giờ thì mình sẽ cho con này di chuyển các bạn nhé. Để sát ở đây. Ok, giờ mình sẽ cho nó ở đây di chuyển lại một lần nữa cho các bạn xem này. Khá là nặng các bạn ạ. Yeah.
Ok, bây giờ mình sẽ cho nó lên giá lại các bạn nhé. Thực ra con này nó sinh ra cái giá thì để trưng bày các bạn ạ, và cũng để là bảo quản độ bền cho cái con này, vì con này khá là nặng các bạn ạ, nên là di chuyển nhiều thì sẽ không tốt cho bộ máy của nó, các cái bánh răng thì nó sẽ nhanh hỏng. Ok, như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn con Saber Tiger MPZ02, đi kèm với nó là con Seal Liger. Đó là con này đây. Thì mình đã có đủ bộ các bạn. Đủ bộ hai con Seal Liger và MPZ01 và Saber Tiger MPZ02. Ok, mình cũng xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.